ai rồi cũng sẽ già đi. Đó là quy luật. Việc già đi không đồng nghĩa với việc tâm tính sẽ hoàn toàn thay đổi. Đổi thay theo hướng xấu thì hay phiền trách, hờn dỗi, khó khăn, nóng tính. Đổi thay theo chiều hướng tốt là hiền hậu, bao dung, hiểu biết và tha thứ. Những đổi thay đó quyết định đến cách nghĩ và cách sống của người già. Lúc cuối đời, vui vẻ hạnh phúc hay buồn chán khổ đau là do ta tự chọn. Người già cần nhất là những lời khuyên chân thành. Đôi khi, chỉ là một câu nói cũng có thể làm thay đổi cuộc đời một con người. Vậy làm thế nào để khắc chế những điều trên, giúp cho tuổi già an lạc? Chúng ta hãy cùng nghe qua ba câu chuyện sau và tự mình rút ra bài học cho bản thân. Câu chuyện thứ nhất. Thời Đức Phật còn tại thế, Ngài thường thuyết pháp dạy cho các môn đồ. Những người dân trong vùng thường đến cúng dường để tỏ lòng tôn kính Đức Thế Tôn. Một hôm, có bà lão đến muốn xin gặp Đức Phật trong dáng vẻ tiều tụy và nghèo khổ. Khi thị giả Ananda hỏi bà cần gì để ông có thể giúp, với sự tôn kính, bà lão thưa: con chỉ có một nỗi lòng chưa thể nói được và muốn gặp Đức Phật. Khi vào gặp được Đức Phật, bà quỳ xuống, với đôi mắt từ bi, Phật nhìn bà lão và hỏi: bà lão, có chuyện gì cần nói? Bà thưa rằng: con muốn cúng dường Đức Thế Tôn và Chư Tăng, nhưng con không thể vì quá nghèo, không có nhiều tiền để làm được việc ấy. Phật nhìn tất cả và hỏi: thế bà nghèo đến mức nào? Bà có được bao nhiêu tiền ngay lúc này? Thưa Đức Thế Tôn, con phải đi làm thuê để sinh sống, con chỉ có được 2 đồng tiền, và như thế là không đủ. Phật dạy: ai bảo là không đủ? Vậy bà có muốn cúng dường cho Chư Tăng không? Bà hãy đi mua 2 đồng tiền muối và mang đến nhà bếp. Mỗi ngày khi nấu canh, họ sẽ bỏ một nhúng muối vào đó. Tất cả mọi người sẽ đều ăn bát canh có nhúng muối của bà và sẽ dùng nhiều ngày như thế. Vậy là bà đã cúng dường cho tất cả các chư tăng rồi còn gì? Bà lão nghe thế, mừng rỡ và thực hiện theo lời Phật dạy. Buổi ăn ngày hôm sau, Phật nhìn các đệ tử và hỏi: các con hôm nay ăn canh thấy thế nào? Có ngon không? Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, không hiểu vì sao Phật lại hỏi như thế. Nhưng tất cả đã đồng loạt trả lời rằng: thưa Đức Thế Tôn, canh rất ngon ạ. Phật chỉ mỉm cười rồi đưa mắt nhìn ra phía xa chánh điện. Có một bà lão đang quỳ ở bên ngoài. Bà lão nghe rõ lắm, bà mỉm cười cùng Đức Phật, kính lạy Ngài và lui về nhà với tâm trạng thật vui. Bà lão rất nghèo, nhưng giàu lòng nhân ái. Nhúng muối tuy ít nhưng lòng bà là cả một đại dương bao la. Đừng thấy một việc thiện nhỏ mà không làm, đừng thấy một việc ác nhỏ mà chủ quan thực hiện. Nên nhớ, tất cả những đại thiện đều tích lũy từ tiểu thiện mà ra. Làm người, tâm càng rộng mở thì đường càng rộng rãi, tâm càng chân thành thì nhân nghĩa càng cao. Câu chuyện thứ hai. Một vị thiền sư tuổi đã cao sống cùng một đệ tử lúc nào cũng than phiền về cuộc sống. Vào một buổi sáng, thiền sư thay đồ để cậu đệ tử đi lấy một nhúng muối. Khi cậu mang muối về một cách miễn cưỡng, thiền sư bảo cậu đổ muối vào trong cốc nước và uống cạn, rồi hỏi: mùi vị của nó thế nào? Người đệ tử làm theo và thốt lên với vẻ mặt nhăn nhó: thưa thầy, thật là rất mặn ạ. Thiền sư mỉm cười rồi bảo cậu mang một nhúng muối khác đi theo mình. Khi đến bên một hồ nước, ông bảo cậu đổ muối xuống hồ nước, dùng một cái cây hòa cho muối tan và nói:
Bây giờ con nếm thử nước trong hồ xem và cho ta biết vị nước như thế nào. Lần này, đệ tử làm theo và tươi cười nói: Thưa thầy, nước mát và ngọt lắm mà. Thiền sư Ôn Tồn nói: Con thấy đấy, đau khổ buồn phiền trong cuộc đời cũng giống như nhúng muối này, chỉ có một lượng nhất định mà thôi, không nhiều hơn cũng không ít đi. Sức chứa của lòng ta sẽ quyết định mức độ đau khổ khi ai đó bỏ nhúng muối vào cuộc đời bạn. Những khổ đau trong cuộc đời này giống như nhúng muối bỏ vào đời ta vậy. Số lượng muối luôn giữ nguyên, nhưng khối lượng khổ đau chúng ta phải thọ nhận còn phụ thuộc vào dung tích chiếc bình chứa, tức là tâm tư của ta. Vậy nên, mỗi khi bạn cảm thấy buồn phiền, chán nản, không hạnh phúc, không được như ý, thì hãy nhớ lấy điều này. Một nhúng muối nếu bỏ vào cốc nước, thì nước trong cốc có thể không còn uống được. Nhưng nếu nhúng muối đó bỏ vào hồ nước, thì hồ nước vẫn trong và ngọt. Vì thế, vấn đề không chỉ đơn thuần là có hay không có ai đó bỏ nhúng muối vào cuộc đời của bạn, mà ở chỗ trái tim bạn là hồ nước hay chỉ là cốc nước nhỏ bé kia. Khi đau khổ, điều duy nhất ta nên làm là mở rộng tầm nhìn của mình ra, mở rộng tâm lượng của mình ra. Tâm lượng của chúng ta lớn bao nhiêu thì cuộc sống của chúng ta dễ chịu bấy nhiêu. Đừng an phận làm cốc nước mà hãy trở thành hồ nước mênh mông, thậm chí là trở thành dòng sông dài rộng, hòa tan hết mọi khổ đau trong cuộc đời này. Khi mở rộng tầm nhìn, chúng ta sẽ nhận ra được rất nhiều điều tích cực. Sẽ nhận ra dù trong đau đớn hay gian khó, ta vẫn có thể vui vẻ, hạnh phúc nếu ta thực sự muốn thế. Ai trong đời đều ít nhiều trải qua khó khăn đau khổ. Vấn đề như thế nào không quan trọng, điều quan trọng là cách ta chọn để đối mặt với vấn đề đó. Vậy xin hỏi bạn, mỗi khi ai đó bỏ một nhúng muối vào cuộc đời bạn, bạn sẽ chọn cốc nước hay là hồ nước? Tâm hẹp hòi ích kỷ hay vị tha bao dung cũng chính là do bạn quyết định mà thôi. Cuộc sống luôn có những điều không như ý tồn tại bên cạnh những điều rất tuyệt vời. Nếu bạn chỉ tập trung vào những điều tồi tệ, bạn sẽ thấy cuộc sống này thật tẻ nhạt và buồn chán. Nếu bạn mở rộng lòng mình, đón nhận mọi điều, bạn sẽ thấy cuộc sống muôn màu và rất tươi đẹp. Ai cũng có lúc gặp khó khăn trong cuộc sống, và những khó khăn đó giống như một nhúng muối này đầy. Nhưng mỗi người hòa tan nó theo một cách khác nhau. Những người có tâm hồn rộng mở giống như một hồ nước thì nỗi buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời. Nhưng với những người tâm hồn chỉ nhỏ như một cốc nước, họ sẽ biến cuộc đời của mình trở thành đắng chát và chẳng bao giờ học được điều gì có ích. Câu chuyện thứ ba. Có người hỏi vị sư già: Ông lúc nào cũng tu hành, vậy thông qua tu hành, cuối cùng ông đạt được cái gì? Vị sư trả lời: Cái gì cũng không đạt được. Vậy ngài còn tu hành để làm gì? Khẽ mỉm cười, ông trả lời: Vậy ta có thể nói với cậu những gì ta mất đi. Ta từ từ mất đi tâm oán hận, ỷ lại, hẹp hòi, soi mói, chỉ trích, bi quan và cầu vọng. Ta dần mất đi sự nông cạn, tầm nhìn hạn hẹp. Chân lý của tu hành không phải vì muốn đạt được điều gì, mà chính là phải dứt bỏ đi hết những nhân tâm chấp trước, quan niệm bất hảo mà bao đời nay đã hình thành. Mục đích của đề cao không phải vì đạt được mà là buông.